Một trong những sản phẩm được các gia đình quan tâm và mua sắm nhiều nhất đó chính là chiếc máy rửa bát đa chức năng. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thông tin sản phẩm và review cách sử dụng sản phẩm máy rửa bát Eurosun 8 bộ SMS 60E 08EB vừa mới về Việt Nam nhé. Chiếc máy rửa bát SMS 60E 08EB là dòng máy phát triển từ phiên bản SKS 60E 08EU đã được nâng cấp và cập nhật thêm nhiều công nghệ mới trong năm 2022. Máy được sản xuất tại Thái Lan với những tiêu chuẩn khắt khe đến từ châu Âu, tiêu chuẩn năng lượng A+, tiêu chuẩn độ sạch A, tiêu chuẩn sấy khô A+ và độ ồn xấp xỉ 49 decibel. So với phiên bản trước đây, máy rửa bát SMS 60E 08EB được trang bị thêm chức năng sấy Turbo Drying, là chức năng sấy tươi bằng khí nóng, sấy khô triệt để. Sau quy trình rửa, chức năng sẽ được khởi động và thổi luồng khí tươi nóng để sấy khô, giúp cho các vật dụng trong máy rửa bát được diệt khuẩn lên tới 99,9% và giữ nóng bát đĩa lên tới 72 giờ. Sản phẩm được phủ một lớp sơn nano màu đen sang trọng và đẹp mắt chống bám bẩn. Các dàn rửa được nâng cấp công năng để có thể rửa được cùng lúc nhiều bát đĩa hơn. Công nghệ chiếu sáng Interior Lighting giúp bạn dễ dàng quan sát bên trong máy, thuận tiện trong quá trình sử dụng, ngay cả với điều kiện ánh sáng yếu hay khi ta sử dụng vào ban đêm. Máy rửa bát SMS 60E 08EB Eurosun rất thích hợp với các gia đình trẻ từ 4 tới 5 thành viên. Với kích thước tiêu chuẩn, máy có chiều cao 59,5cm, có thể được lắp âm tủ hoặc đặt độc lập đều được. Sản phẩm được thiết kế tinh tế, sang trọng, dễ sử dụng với hệ phím điều khiển trực quan. Mặc dù là dòng máy cỡ trung, nhưng máy rửa bát SMS 60E 08EB có thiết kế dàn rửa vô cùng hợp lý. Với việc được nâng cấp dàn rửa trong năm 2022, nay có thể rửa được thêm nồi và chảo. Với hai dàn rửa rộng rãi, chắc chắn, dàn phía trên cho các vật dụng nhỏ như bát con, chén, ly, dàn dưới rộng rãi hơn có thể rửa các loại bát tô, đĩa, nồi và chảo. Các giá xếp bát có thể gập lại linh hoạt để xếp nồi chảo dễ dàng hơn. Ngoài ra sản phẩm còn tích hợp được thêm giỏ dao kéo, thìa và dĩa. Ở phía bên trong của máy rửa bát Eurosun SMS 60E 08EB, khoang máy được làm bằng chất liệu inox chống han rỉ. Phần dưới của sản phẩm là hộp chứa muối làm mềm nước và giỏ đựng rác trong quá trình rửa còn sót lại. Bên trong cánh cửa được trang bị ngăn đựng chất làm bóng và viên tẩy rửa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test trực tiếp để xem sử dụng thực tế của máy là như nào nhé. Chúng ta sẽ đổ đầy muối cho lần rửa đầu tiên, tiếp tục đổ đầy dầu bóng. Muối và dầu bóng chúng ta sẽ đổ đầy một lần cho đến khi máy báo hết thì mới đổ lần tiếp theo. Còn chất tẩy rửa, mỗi lần rửa chúng ta sẽ nạp thêm vào. Tiếp theo các bạn gạt bỏ thức ăn thừa trên bát đĩa nếu có, sau đó xếp vào máy rửa bát. Mọi người không cần tráng qua, trực tiếp bỏ vào máy luôn, hiệu quả rửa sẽ tốt hơn. Chúng ta có thể bật chương trình ngâm trước nếu nồi có cặn bẩn quá dày hay bị cháy khét. Dưới đáy khoang có giỏ đựng rác, giúp lưu trữ lại những thức ăn còn sót lại. Theo định kỳ, chúng ta có thể tháo ra và làm sạch giỏ rác sau một thời gian sử dụng để đảm bảo thoát nước và vệ sinh. Máy rửa bát Eurosun sử dụng màng lọc ABT giúp diệt vi khuẩn và nấm mốc đã được chứng minh mức độ an toàn và hiệu quả cao. Bây giờ chúng ta sẽ cho bát đĩa bẩn vào máy. Ngăn dưới chúng ta xếp nồi, chảo dĩa và thớt. Các vật dụng lớn hơn nên được để ở ngăn dưới cùng, ngăn trên cùng dùng để úp bát, ly thủy tinh, tách và các vật dụng nhỏ khác. Để vận hành máy, bạn có thể lựa chọn chương trình rửa một cách dễ dàng chỉ bằng một nút bấm nguồn. Hệ thống màn hình sẽ sáng lên 8 chương trình rửa Eco được mặc định sẵn. Rửa tiết kiệm Eco 55-70 độ C với chu trình rửa dài hơn, bát đĩa được rửa lâu hơn, sạch hơn nhờ áp lực nước là chủ yếu. Rửa đồ thủy tinh Glass 55-60 độ C dành để rửa cho đồ sành sứ, thủy tinh ít bị bẩn với thời gian ngắn. Rửa 90 phút, 65-70 độ C. Chương trình này phù hợp với các vật dụng ít bẩn, không có dầu mỡ như ly, cốc. Rửa nhanh, 66 độ C, dành để rửa cho các vật dụng ít bẩn và không cần sấy khô. Rửa hoa quả. Với tính năng này, máy sẽ xử lý dư lượng chất bảo quản thực vật, thuốc trừ sâu mà không làm ảnh hưởng tới sự tươi mới của rau củ quả. Tự làm sạch máy, 65-68 độ C. Sau một thời gian sử dụng máy có thể bị dơ bẩn, khởi động chương trình này sẽ làm sạch với khoang máy ở nhiệt độ cao, với tia nước áp lực phun cực mạnh, làm trôi hết những vết bẩn còn bám lại trong khoang máy. Rửa chuyên sâu, 50-72 độ C, chức năng này phù hợp với các vật dụng dính bẩn nhiều hơn, bao gồm nồi và chảo, với nhiệt độ cao và áp lực mạnh của nước, sẽ đánh tan các mảng bám cứng đầu nhất. Rửa thông thường, 60-70 độ C,
dành cho các vật dụng như bát đĩa, ly cốc, nồi chảo, dính bẩn ở mức độ trung bình ít dầu mỡ. Sau khi chọn chương trình rửa, bạn có thể chọn thêm các chức năng tăng cường, chức năng Fresh and Dry, sấy tươi bằng khí nóng, diệt khuẩn và giữ nóng bát đĩa liên tục đến 72 giờ. Display Timer, chức năng hẹn giờ hoạt động 1 đến 24 giờ. Rửa mạnh, rửa đồ rất bẩn, khó vệ sinh. Sấy tăng cường, sấy khô triệt để hơn. Rửa nhanh gia tốc Turbo Speed, rút ngắn thời gian rửa. Khóa trẻ em, đảm bảo an toàn khi nhà có trẻ nhỏ. Sau khi chọn xong chương trình, bạn chọn Start để máy bắt đầu làm việc. Nếu máy đang hoạt động mà nhà mất điện thì sẽ thế nào? SMS60E08EB được tích hợp chức năng nhớ chương trình rửa Safe Program. Chương trình này sẽ giúp máy rửa bát lưu lại chương trình rửa khi gặp sự cố mất điện. Trường hợp khi mất điện, máy sẽ tự động lưu lại chương trình rửa và khi có điện, máy sẽ bắt đầu rửa tiếp tục theo chương trình trước đó. Lưu ý khi sử dụng máy rửa bát lần đầu, khi mới lắp đặt máy rửa bát, trước khi đưa máy vào sử dụng, bạn hãy cho máy chạy trước một chương trình có thời gian ngắn nhất không tải nhé. Vậy là máy rửa bát đã rửa xong, hãy cùng Mộc Trâm xem kết quả nhé. Như các bạn đã thấy, dù là máy rửa bát có dung tích tầm trung nhưng vẫn rửa được một số lượng tương đối bát đĩa, nồi chảo, phù hợp với nhu cầu hàng ngày của các gia đình từ 4 tới 5 người. Bát đĩa và vật dụng khô ráo, sạch sẽ, nóng hổi, từ giờ sẽ không phải lo ai sẽ rửa bát mỗi khi vào bếp nữa. Không cần phải tốn sức cho việc rửa bát bằng tay, giờ đây bạn chỉ cần bỏ bát đĩa lên khay, chọn chương trình là xong. Thời gian rửa bát, bạn có thể tận dụng để nghỉ ngơi hay chăm sóc gia đình. Quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1900 9296 hoặc qua website eurosun.com.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Eurosun. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.